Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Mystic House Tarot Shop. Mình là Hiếu Nguyễn và hôm nay mình sẽ review một bộ bài mới toanh của nhà sản xuất Blue Angel. Đó chính là bộ bài Star Temple Oracle. Thì đúng với những tên gọi của cái bộ bài này, tên là Ngôi Đền của Những Vì Sao. Và bộ bài này sẽ gồm có 44 lá ha. Và bộ bài này nó sẽ chia ra từng cái cấp bậc của các vì sao và những cái thông điệp từ những cái vị thần trong bộ bài này ha. Và bộ bài này mình cảm thấy bộ bài này thiên về nữ thần nhiều hơn á. Ban đầu mình cũng tưởng là sẽ có nam thần, nhưng mà thật ra là mình thấy bộ bài nó liên quan nữ thần nhiều hơn. Và bây giờ mình sẽ khui siêu bộ bài này ra nha. Trước giờ thì mình rất là thích những bộ bài của Blue Angel là vì chất giấy rất là tốt và cái hộp cũng rất là chỉnh chu luôn. Và bây giờ mình sẽ mở bộ bài ra nhé. Nghe chúng ta có gì nè. Bộ bài của Blue Angel được một cái lúc nào cũng sẽ có một cái miếng giấy để giống như là lót ở dưới để cho nó không có bị dơ các bạn. Ok, mình sẽ để ở cái bộ bài bên đây. Và đây chính là sách hướng dẫn của bộ bài Star Temple. Các bạn có thể thấy được là bộ bài rất là đẹp luôn. Và trong sách hướng dẫn của Blue Angel mình rất là thích cái việc là những cái tác giả đến từ Blue Angel viết sách rất là chi tiết. Và cũng giống như bộ này, viết vừa chi tiết nè, dàn trang thì cũng rất là đẹp luôn. Mình cực kỳ ấn tượng với những cuốn sách của bên Blue Angel mà được dàn trang là kỹ lưỡng như thế này. À, và bây giờ mình mới biết cái bộ bài này chia các chòm sao theo các chakra nha, là cũng như là theo các luân xa các bạn. Tại vì hồi đó mình đã từng thấy bộ này cũng mà thấy trên mạng rồi, nhưng mà mình cũng không biết bộ này nó được chia theo cái chuẩn nào á. Thì bây giờ mình đã hiểu sơ sơ về cái hệ thống của bộ bài này. Và mình thấy bộ bài viết sách rất là chi tiết luôn. Và cái dù các bạn muốn dùng nó cũng sẽ dễ hơn. Đây, mình sẽ để cuốn sách bên đây nha. Và ok, đây là một thành phẩm của chúng ta ha. Mới nhìn vào hoa là đã thấy rất là đẹp rồi. Ok, đây chính là bộ bài Star Temple Oracle. Bộ bài này được thiết kế khá là nhỏ gọn, mình rất là ấn tượng với cái việc là những bộ bài gọn gàng của Blue Angel. Tại vì thực tế rất là nhiều bạn nói là bài của Blue Angel to quá, to với so với khổ tay, thì cái bộ này nó là rất là vừa tay các bạn. Đây, mình cái tay mình cầm rất là gọn gàng luôn. Bây giờ mình sẽ review nhé. Và bộ bài này nó chia theo chakra, tức là bạn có thể thấy cái chữ trên như là chữ này nè, Maya, là nó là một cái chòm sao, giống như là một cái vì sao trong cái hệ hành tinh của cái Star Temple này đó. Và trong cái hành tinh này nó sẽ có những cái nhân vật. Đây, giống như là người đầu tiên là The Ancient Grandmother đi, và sẽ có một cái thông điệp gì đó, giống như teacher, một cái từ khóa, một thông điệp gì đó ha. Bắt cũng rất là đẹp luôn rồi đây, các bạn, mình cho các bạn có bắt. Đó, và cứ thế mà bộ bài nó sẽ trải dài cho tới từ lá số 1 cho tới lá số 44 ha. Mình thấy đây là một chủ đề rất là thú vị. Tại vì trước giờ các bạn cũng có thể thấy là các bạn chỉ thấy được những cái bộ bài giống như là về chim tinh, hay là về những cái ngôi sao mà giống như là bộ Á Sát Chim Tinh đi, là tập trung những cái ngôi sao về tử vi, sao tử vi hay là sao chim tinh của Trung Quốc, của thập nhị bát tú. Thì với cái bộ này á, là sẽ sử dụng những cái chòm sao liên quan đến giống như là luân xa nè. Ok, trời, bộ này đẹp quá. Mình lần đầu tiên mình cũng thấy được bộ này bên ngoài luôn. Và chất giấy của bộ này nó khiến cho mình rất là hài lòng. Và đặc biệt là cái bộ này nó để cái phông chữ dưới là nền màu trắng á. Và các bạn có thể thấy đây là cái nền màu trắng dưới đây này. Thì mình lại cảm thấy là cái cách này nó cũng rất là ổn. Đó là nó sẽ giúp cho các bạn dễ dàng nhìn được cái phông chữ hơn. Chỉ có điều là mình thấy khi mà chèn cái chữ trên đây nè, cái tên của cái ngôi sao mà của cái luân xa đó, thì mình lại thấy nhìn nó hơi nhạt, nhìn nó không có rõ ràng lắm, và đôi lúc nhìn vô cũng hay bị lộn, là không biết lá bài nào. Nhưng mà mình thấy những cái nhân vật trong bộ bài này thì nó thể hiện rất là rõ cái tính cách cũng như là cái giống như là cái hình thức của cái chakra đó. Ví dụ như các bạn biết được là cái luân xa này là nó là cái tên của ngôi sao này thì các bạn sẽ biết được là đây chính là cái năng lượng của tôi hiện tại, hay là đây chính là cái lá bài dành cho tôi. Và các bạn cũng biết được là cái tầng năng lượng của bạn cũng đang ở vị trí này, mà nó tốt hay nó xấu thế nào. Bắt đầu qua một cái tầng khác nữa. Wow, bộ bài này quá đẹp luôn các bạn.
Morning Star. Mình khá là khoái cái cốt đặt tên của cái bộ này, tại vì cái lúc đặt tên của bộ này nhìn nó rất là, nhìn nó huyền bí, nhìn nó rất là ảo diệu. Các bạn thấy là lúc mà mình review bộ này, mình cũng phải để cái bộ bài này trên một cái nền khăn đen, tại vì mình biết được là bộ bài này bên ngoài nó là màu trắng rồi á. Thành ra mình thấy là để trên cái nền đen này thì sẽ nhìn nó ấn tượng hơn rất là nhiều. Bộ này có mấy cái lá mà các vị thần á, mà là cổ thuộc cái thế hệ mà Trung Hoa, như là cái hệ này, trời ơi, nhìn nó đẹp chịu không nổi luôn. Cái nét rất là Trung Hoa, cái nét nó rất là, nhìn nó rất là tuyệt vời luôn á. Mình không biết là phải diễn tả cái bộ bài này như thế nào. Thật ra thì mình vẫn không rành nhiều về bộ bài này, tại vì đây là lần đầu tiên mình cũng mới biết về bộ này. Nhưng mà tại vì mình bị cuốn hút bởi cái sự đẹp của bộ bài này quá, nên mình quyết định phải review cho các bạn xem. À, các bạn thấy là mình cũng phải sắp cái đống đá như thế này để cho nhìn nó nổi bật lên. Mình thấy là bộ này các bạn có thể dùng để định hướng nè, và cũng có thể dùng giống như là để các bạn tìm kiếm những cái vấn đề về giống như là cái sự hỗn loạn trong cái năng lượng của các bạn đó, tại vì bộ nó liên quan tới chakra. Nhưng mà nó sẽ được dựa trên cái hình tượng nữ thần, dựa trên cái hình tượng của các vì sao. Và mình nghĩ có thể đúng như tên gọi đó, là bộ này tên là Star Temple, tức là các bạn sẽ dùng cái bộ này có thể để giống như là gọi là tìm kiếm những cái điều khích lệ cho bản thân mình thông qua những vì sao. Và những cái vì sao nó sẽ đại diện cho các luân xa kiểu vậy. Nói chung là nó khá là tới, tại vì luân xa nó cũng khá gắn liền với các khía cạnh cuộc sống của mình đó. Gồm những cái lá bài sao nhìn quyền lực lắm luôn á các bạn. Ok, mình sẽ review tiếp những cái lá bài còn lại nha, tại vì lúc nãy cái máy mình nó hết pin. Trời ơi, chắc tại vì lo mê mẩn quay những cái góc nhìn quá xuất sắc, như những cái lá bài quá xuất sắc như thế này, vội vàng quá mà lại không có chuẩn bị kỹ về cái phần pin. Đây chính là lá cuối cùng ha. Bộ này chỉ có 44 lá thôi nha các bạn. Thì các bạn cũng thấy là bộ bài này là được in theo kiểu là cán mờ, tại vì thật ra giấy Luenzo hồi trước á, là giấy của Luenzo hồi trước là giấy cán bóng. Thì mình thấy giấy cán bóng thì cũng rất là đẹp, tại vì thật ra bộ của Luenzo cầm to mà cái cán bóng nữa thì cầm nó đã tay lắm. Nhưng mà mình lại có cảm thấy là chính vì cái sự cán bóng đó, nó làm cho cái lúc mà quay clip hoặc là chụp hình đó, nó cũng không đẹp luôn, nó không tôn được bộ bài. Máy sau này vậy đó, dù như bộ bài lướt, trời ơi xuất sắc, rút ra một lá dù vậy đó. Mình nói ví dụ vậy, có nghĩa là cái việc mà mình thấy cán mờ như bây giờ nó lại làm cho bộ bài lại đẹp hơn rất là nhiều nữa. Ok, thì clip review của mình đã kết thúc ha. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Và sau này mình sẽ còn ra thêm nhiều VIP review Oracle nữa, lúc đó các bạn cứ hãy chờ đón mình nhé. Chào tạm biệt các bạn.